liền là cấp 98 đều không có, lại càng không cần phải nói là cực hạn đấu la, mà Jack Man đây chỉ có hơn 20 tuổi, lại bị Từ Tâm Thành xưng là cực hạn đấu la. Ở trong lòng của bọn họ, ngoại trừ không dám tin bên ngoài, là không dám tin nổi, mà ngay cả ở trong mắt thủ tướng đều toát ra vẻ không tin. Làm sao có thể, hơn 20 tuổi là cực hạn đấu la, toàn bộ trong lịch sử của đấu la đại lục tự hồ cũng chỉ là có vạn năm trước, đã xuất hiện ra lần thứ nhất chứ. Đừng nói bọn họ, mà ngay cả Vũ Hạo đều đang cắn rụng răng, ở chỗ của hắn là cực hạn đấu la, vừa mới đột phá cấp độ siêu cấp đấu la mà thôi, Tam Sư Huynh cũng là bòm thổi mìn có một chút lớn đó. Từ Tâm Thạch lúc này cười nhạt một tiếng rồi nói, ta biết các người không tin, nhưng các người có nghĩ tới hay không? Sự đấy các học viện phương diện tin tức truyền đến ý vị như thế nào, nhảy lên 10 liên chiến thắng 7 tràng, 7 trận đều chiến thắng 7, đánh chết tà hồn sư, đánh chết cấp 9 hồn đạo sư, trong đó coi như là thánh linh giáo giáo chủ Trung Liêu đều thua ở sư đệ của ta, do đó thành tiểu linh băng đấu la danh tiếng. Trung Liêu lúc này là cấp 98 siêu cấp đấu la tà hồn sư, điểm này là trải qua học viện xác nhận, tin tưởng mọi người đều sẽ minh bạch điều này là có ý vị gì. Cùng cấp tà hồn sư khác vốn sẽ phải so với hồn sư là càng cường đại hơn, thế nhưng mà trước mặt sư đệ của ta vẫn thất bại, ngoại trừ sư đệ của ta là cực hạn đấu la ra còn có cái gì giải thích sao? Về phần hoàng long này, tà quân hay chi hồn đạo sư đoán tổn thương hơn phân nửa, đoàn trưởng hoàng long hồn đạo sư đoàn bị tiêu diệt, chuyện này đại khái có thể đi thăm dò, đó cũng không phải khó khăn tra được đấy. Từ Tâm Thành lúc này vừa nói, ở trong mắt vẻ kinh thường cũng là càng ngày càng cười thịnh vài phần. Nói xong lời nói cuối cùng này, mọi người đang ngồi chưa đủ được cũng là mùi hương vị. Từ Tâm Thành trình bày ra đều là sự thật, hai quân trước trận này hành động nhảy lên trên 10 vĩ đại này là không thể xóa nhòa đấy. Đương thời nhiều người nhìn như vậy, đúng vậy, thánh linh giáo giáo chủ Trung Niêu đều bại trong tay của hắn. Điều này có ý vị gì? Hơn nữa quan văn võ tướng cũng có hồn sứ, bọn hắn đương nhiên biết rõ lúc chiến đấu là tiêu hao hồn lực đấy. Ở trong quá trình nhảy lên 10, năm chàng này Vũ Hạo đối mặt với tất cả đều là tầng thứ cường giả siêu cấp đấu la. Cho dù Mã Tiểu Đào tu vi không đến siêu cấp đấu la, nhưng cực hạn chi hỏa vũ hồn này làm cho nàng cũng có đường thở lực không kém hơn siêu cấp đấu la. Giữa loại tình huống này, Vũ Hạo liên tiếp chiến thắng, chính giữa không có bất kỳ nghỉ ngơi và khôi phục lại, không thể như vậy hay sao? Ý như vậy đến nói rằng hắn là cực hạn đấu la hợp lý nhất rồi. Cực hạn đấu la, sau lưng của Từ Tâm Thạch lúc này vậy mà đứng sau một vị cực hạn đấu la. Phải biết rằng cấp 9 hồn đạo sư xuất hiện ở phía trước, cực hạn đấu la ở trên cái thế giới này lực lượng uy hiếp lớn nhất, mà ở Nhật Nguyệt Đế Quốc gần đấy những năm này quật khởi cũng chưa từng nghe nói qua, ngoại trừ ở bên ngoài sử lại các học viện còn có chỗ nào là có cực hạn đấu la tồn tại. Cực hạn đấu la là thực lực gì? Ở trong truyền thuyết có thể di sơn đảo hải, đơn giản bị diệt ra một tòa thành thị, mà một viên cực hạn đấu la tồn tại ủng hộ hoàng thất, ý vị như thế nào bọn hắn lại sợ nhỉ đấy? Dù là hiện tại hồn đạo sư địa vị càng ngày càng cao, thậm chí đuổi siêu hồn sư xu thế, có thể theo sự lấy khảo viện luyện ra chuyển ra, tất cả mọi người đều dần dần minh bạch tương lai chính thức cường đại hồn đạo sư tất nhiên đầu tiên liếm trực cường đại hồn sư. Nhật Nguyên Đế Quốc vì cái gì vội vã triển khai ra chiến tranh như vậy, muốn trong thời gian ngắn nhất thống nhất đại lục, đây chính là một nguyên nhân trọng yếu. Một khi để cho nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc này hồn đạo khí phát triển, lương tựa theo tam quốc hồn sư tích lũy, tương lai bọn hắn nhất định là có thể đuổi kịp và vượt qua khỏi Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ở trong lúc nào đó là bao lâu không ai có thể rõ ràng. Chỉ có thừa dịp hiện tại hồn đạo khí còn có ưu thế tuyệt đối, triệt để thống nhất đại lục, Nhật Nguyệt Đế Quốc mới có thể không có buồn phiền ở nhà. Nhưng không hề nghi ngờ, đã đến lúc Nhật Nguyệt Đế Quốc phát triển ra hồn đạo khí cũng sẽ cùng với hồn đạo sư kết hợp. Nội bộ của Nhật Nguyệt Đế Quốc đều phải thừa nhận sửa lại các học viện lý luận là chính xác. Sở dĩ cực hạn đấu là như cũ là đỉnh cao nhất ở trên cái thế giới này, chỉ có trong truyền thuyết thập cấp hồn đạo sư mới có thể cùng với cực hạn đấu là so sánh. Thế nhưng mà thập cấp hồn đạo sư đến bây giờ còn chưa bao giờ xuất hiện ra một vị, cực hạn đấu là liền đều là đỉnh phong. Bởi như vậy, ngăm chằm giám văn võ tướng đại thần này, tin tưởng Vũ Hạo lại là cực hạn đấu la. Bọn hắn lại như ánh mắt của Từ Tâm Thạch liên trở lên không giống với lúc trước, mà Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh này sắc mặt hai cha con lại trở lên càng phát ra khó coi. Bọn hắn cũng không biết sẽ xuất hiện ra tình huống như vậy, càng không biết Vũ Hạo là cực hạn đấu la. Hôm nay bọn hắn lấy thủ hạ cường giả, tăng thêm Nhật Nguyệt Đế Quân kiểu cấp hồn đạo sư đến đây, chính là muốn một lần là xong. Dù sao thì Từ Tam Thạch đến từ chính sử lấy các học viện, ai cũng không biết sử lấy các học viện này đối với hắn có ủng hộ như thế nào. Lực lượng của sử lấy các học viện còn không phải là bọn hắn phủ tự có thể chống lại. Chỉ có Từ Tam Thạch khống chế được cung diện trước kia đưa hắn giết chết, khống chế hoàng cung, đến lúc đó cho con bọn họ tự là hoàng tộc cuối cùng. Hơn nữa khống chế đồng quân lực lượng tiếp quản đế quốc, thuận lý thành trường.
Đáng tiếc rằng bọn hắn đã thất bại. Đối với sự thất bại ấy mà nói, cho tới bây giờ đều là tàn nhẫn. Từ Tam Thành chậm rãi đi đến trước mặt của Tuyết Khuê Tuyết Lãnh phụ tử này, thản nhiên nói: Hoàng thất huyết mạch tàn lùi, hai người các người một mình chỉ tử mà không có chú ý xa đại cục, Nhật Nguyệt đại quân đế quốc uy hiếp tới phát động phản loạn, hơn nữa dám cam đảm một mình đến hoàng cung tập sát nhiếp chính vương, tôi ở đây không xá. Điện hạ không cần. Ý thức lúc này được không tốt, thủ tướng lúc này tận hồ ra tiếng, nhưng đáng tiếc đã chậm. Hai tay của Từ Tam Thạch lúc này cũng lồng lên, phân biệt đặt trên đầu của Tuyết Khuê cùng với Tuyết Lãnh. Lúc này đây ở trong đám võ tướng nhanh chóng lao ra mấy người, ý đồ ngăn cản Từ Tam Thạch, nhưng trước mặt bọn họ lại xuất hiện ra một đạo thân ảnh màu trắng. Toàn bộ trong hoàng cung này nhiệt độ chợt hạ xuống, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt này, vài tên lao tới võ tướng liền biến thành băng điêu, thậm chí không ai nhìn ra được vua hạo là thế nào xuất thủ. Ở đây ở bên trong võ tướng cũng không thiết thất hoàn, bát hoàng cường giả. Khi mà bọn hắn cảm nhận được ở trên ngực của vua hạo lúc này tản phát ra mênh mông hồn lực chấn động, lập tức thì cầm như hến, không dám tiếp tục nhúc nhích. Phốc phốc, hai tiếng, Tuyết Khê và Tuyết Lãnh hai trẻ con thất kiếu đều chảy máu, ngã lăn đầy đất. Từ Tam Thạch từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay, xoa xoa giống như là hai tay cũng không có nhiễm phải vết máu vậy. Tuyết Khê Tuyết Lãnh, sự thật là mù phán, trô lấy cực hình, liệm tổ tiền hắn từng vị đế quốc này làm ra cống hiến. Hoàng thất huyết mạch tàn lùi, miễn đi hắn chết cửu tộc trí tối, cướp đoạt tước vị, tộc nhân các chức làm bình dân, các khanh cho rằng bốn vương thậm chí là phán quyết xa công bằng không. Người đầu chết hết, trước người này còn đứng ra một tầng thứ cường giả cực hạn đấu la, ở phía sau nếu như ai còn dám phản kháng như vậy sẽ là kẻ đần rồi. Từ Tam Thạch thản nhiên nói, ta biết rằng đang ngồi ở đó có một chút nhân hỏa Tuyết Khuê Tuyết Lãnh hai người này là có chút liên quan đấy, nhưng trước mắt đế quốc chính là người hầu, những chuyện này ta còn có thể cho rằng chưa từng xảy ra, vì cho đế quốc giữ lại nguyên khí, hy vọng các người tự trọng. Thủ tướng cho ngài đến quyết định, ngài phái xa ái đi tiếp thù Tuyết Khuê Tuyết Lãnh hai người quân đội đi. Vâng, điện hạ, về mặt của thủ tướng lúc này đau khổ nói ra. Từ Tam Thạch lúc này đưa khăn tay vứt bỏ, vừa vặn trùm lên trên khuôn mặt chết không nhắm mắt của Tuyết Khê. Đế quốc nổi loạn đã trừ, họa ngoại xâm vẫn còn ở đó, nhưng mà hành quân chiến tranh cũng không phải là ta am hiểu. Ta tin tưởng rằng các vị ai khánh này có thể xử lý tốt, trận nổi loạn này chính là do ngôi vị hoàng đế tạo thành. Tuyết Khê Tuyết Lãnh hai người này xem ra ta tựa nhớ tới cuồng tuyệt vĩ. Họ từ muốn cướp đi Tuyết Xà sáng sớm, cái này cũng là lý do trọng yếu nhất bọn hắn khởi động ra phản loạn. Nhưng thật sự rất là buồn cười, ta bảo sống tiêu diêu tự tái, ngôi vị hoàng đế này với ta mà nói thật sự có trọng yếu hay không đấy, hôm nay ta liền nói trò chiều phí. Vừa nói Từ Tam Thạch lúc này lưng lên hai tay, đem trên đỉnh đầu này, tử kim quang này hái xuống, chậm rãi trở về trước vị trí đầu não, đem tử kim quang đặt phía trên ngôi vị hoàng đế. Đế quốc nổi loạn bỏ qua, trước mắt này cũng tạm thời ổn định, lên để cho người nào kế thừa ngôi vị hoàng đế. Các vị tự hành thương lượng tự là mẫu thân của ta sẽ ở lại đế quốc. Vô luận các người phương nào ngồi trên ngôi vị này hoàng đế, đều phải đi qua nàng lão nhân gia đồng ý. Cái này nhấp chính vương ta vị trả lại cho triều vị. Từ nay về sau, ta Từ Tam Thành cùng với đấu linh đế quốc không có bất cứ quan hệ nào cả. Huyết mạch thâm hụt duyên tính ta còn rồi. Nói xong câu đó, Từ Tam Thạch lúc này đi đến bên cạnh, một tay kéo sang nam nam xài bước đi ra bên ngoài. Một màn này làm cho quan văn võ tướng ở đây tất cả đều sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Không làm nữa. Người ta không làm nữa, không cần nhiếp chính vương, thậm chí là có khả năng ngôi vị hoàng đế rơi vào truyền tay của hắn rồi. Trước mặt ở trong toàn bộ đấu linh đế quốc còn có hoàng thất huyết mạch này nam đính. Trên thực tế cũng chỉ có Từ Tam Thạch. Về phần của Tuyết Khuê Tuyết Lãnh, hai người bọn họ hậu đãi bởi vì là chàng phản loạn bị đính tính. Vô luận như thế nào cũng không thể nào trở thành người thừa kế đấy. Từ Tam Thạch lúc này đi lần này, đế quốc làm sao bây giờ? Ngôi vị hoàng đế làm sao bây giờ? Gần đây thủ tướng trầm ổn, lúc này cũng không khỏi là quá sợ hãi, vội vã ngã nhào xuống mặt đất rồi nói: Điện hạ, ngài không thể đi. Văn võ bá quan đồng thời quỳ xuống rồi nói: Điện hạ sừng bước. Từ Tam Thạch lúc này lôi kéo hai tay của Giang Lam Nam sừng bước lại. Ta là một thành viên của Sử Lấy Các Học Viện, cũng là một thành viên của Đường Môn. Ngày bình thường ta gần đây ít tư, khoái hoạt, nhưng từ khi đi vào trong đấu linh đế quốc sau đó ta không có một chút cười quá. Mỗi ngày thường nhận sự áp lực cực kỳ lớn. Các người những người này còn cùng với ta lưu bộ lục đục, chưa bao giờ chịu chính thức cho ta xuất lực. Ta hiểu các người, ta họ Tử mà không phải là họ Tuyết. Đây là căn nguyên chỗ, ta chưa bao giờ học qua đế vương thuật, cũng không muốn học. Đối với ngôi vị hoàng đế đấu linh đế quốc này, ta cũng không có lửa điểm tâm tư. Ý ta đã quyết,
Các người cũng không cần phải ngăn trở ta. Các người nên biết rằng cái này với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng. Có số đại của ta ở tại đây, ta nghĩ không có bất kỳ người nào có thể cản trở được. Nếu như các người còn liệm tuyết xa tình cũ, tạm thời dò mẫu thân của ta bùng xem chấp chính đi. Tốt xấu gì lão nhân gia này cùng với họ Tuyết, các người tiêm thụ sẽ là dễ dàng hơn nhiều. Về sau ta cùng với thê tử của ta sinh ra hại nam tử hạng thứ nhất, sẽ để cho hắn họ Tuyết. Nếu như đến lúc đó không ai phản đối, liền đem hắn trả lại, tiếp nhận đế quốc giáo dục. Nói đến thế thôi, gặp lại. Nói xong thì Từ Tâm Thạch lôi kéo Giang Nam Nam, đồng thời phóng người lên trên. Ở trong chốc lát này, ở Từ Hoàng Cung phá động xuyên qua, hướng ra phía bên ngoài phi hành mà đi. Hoắc Phu Hạo, Đường Phu Đống, Diệp Cốt Ý, Nam Thu Thu cũng là Quý Thừa Trấn theo sát phía sau. Bảy người hóa thành bảy đạo ánh sáng, trong giây lát này biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Linh Huân lúc này ngồi ở vị trí đầu ví, khóe miệng lúc này cũng hơi co quắp. Trước đây nàng cũng không biết Từ Tâm Thạch phải làm như thế nào, tên tiểu tử thối này thậm chí đều không có thương lượng qua với nàng. Cứ đi như vậy, quá là khốn kiếp, đem người có khả năng kế thừa đều giết chết. Chính mình phủi mông một cái đi bố, đây chính là hắn trả tù sao? Ở bên trong cơ bản ổn định lại, đây là sự thực. Nhưng mà rắn mất đầu, đừng nhìn Từ Tâm Thạch cứ đi như vậy, để lại chính mình lúc trước hắn giới thiệu Giáo Vũ Hạo là cái gì. Tự là nói cho văn thần võ tướng ở đây đám bọn họ, sau lưng của Tuyết Gia còn có một vị cực hạn đấu la ủng hộ, thậm chí còn có xử lý các hậu biến cùng với đường môn ủng hộ. Bọn hắn muốn dùng triển ra Tuyết Gia thống trị, muốn chính mình suy nghĩ. Rút cuộc gì? Rút lửa dưới đáy lối không thể nào là không hung ác. Nhưng đại tròn Tuyết Linh Huân này âm thầm cảm thán chính là chính hắn một nhi tử vua của một nước dễ như trở bàn tay. Rõ ràng cứ như vậy chấp tay nhường cho người khác, thật sự là gỗ mục không điều khắc được ấy mà. Nhảy vào không trung, Từ Tâm Thạch lúc này bắt đầu cười ha ha.